Xin chào anh em, lại là Tú đây. Thì hôm bữa mình có làm một video về đi vớt bo bo ngoài vườn. Thì có một số anh em có nhắn tin hỏi mình là làm cách nào để mình vớt rác ra khỏi bo bo nhanh và sạch nhất. Thì hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cho anh em nào chưa biết về cách xử lý bo bo khi mà mình mới đi vớt ngoài tự nhiên về trước khi cho cá ăn. Rồi, mời anh em cùng xem. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái vợt lưới và một cái vợt nano để mình thực hiện xử lý bo bo như thế nào. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đổ bo bo qua một cái vợt lưới để cho bo bo nó rớt ra và giữ lại rác ở trên cái vợt. Đó, chúng ta đổ nước vào. Rồi bắt đầu mình đổ hết vào luôn, không sao hết các bạn. Rồi chúng ta chỉ cần lắc nhẹ là bắt đầu bo nó sẽ rớt xuống ở một cái khay ở dưới, còn rác thì nó sẽ và những cái vật thể mà nó lớn hơn con bo nó sẽ giữ lại ở trong cái cây vật lưới này. Thì cách này thì là xử lý nhanh nhất luôn. Đó, thì chúng ta rửa cái vợt đi, rửa thật sạch. Bắt đầu chúng ta rửa hết luôn, đổ bỏ cái này toàn là rác không à. Mình rửa sạch nha các bạn, mình bỏ hết đi, toàn là rác không à. Đó, thì khi rửa xong thì mình sẽ bắt đầu mình lượt đi một lần nữa. Mình lượt đến khi nào mà mình cảm thấy bo bo nó sạch hẳn đi, nó không còn cặn nữa. Rồi bắt đầu thêm nữa. Rồi khi mình thấy bo bo đã sạch rồi á, bắt đầu mình sử dụng một cái cây vợt và nano để mình lượt, mình lấy lại bo bo và bỏ phần nước đi. Đó, mình sẽ bỏ hết, đổ hết bo bo vào. Đây là bo bo mà mình sau khi mình đã lượt bỏ hết nè, nó rất là sạch nha các bạn, đỏ tươi luôn. Rồi bước tiếp theo mình sẽ sử dụng cái vòi nước để mình rửa bo bo, cho bo bo nó ra hết những cái nước dơ đi, thì con cá ăn vào thì nó sẽ dễ tiêu hóa hơn. Đó, thì khi mà nuôi cá mình cho cá ăn mà bo bo thì cá rất mau lớn các bạn. Rồi với cái cách xử lý bo bo này á, thì giúp chúng ta có thể xử lý một số lượng bo bo nhiều chỉ trong có vài phút thôi. Nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực mình làm thêm một số video chia sẻ về cách nuôi cá bảy màu cho anh em mới chơi. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.